Xin chào các bạn. Ở cái video trước á, thì mình đã tạo cái Create User Video rồi ha. Bây giờ đến với cái Update User mình cũng tạo luôn ha. Đầu tiên mình copy đi ha, mình copy. Rồi mình paste. Mình đổi tên lại ha. Update User cũng video.cs. Rồi. Thì cũng mới xin như này ha. Update user video. Rồi mình lưu lại. Rồi như thế này. Update user video. Rồi vào cái service thôi. Cái này. Update user video. Rồi. Ok. Xong ha. Những cái request body á, thì các bạn tạo detail cho nó. Rồi mình xong hết đi ha. Ok. Ở video này á, mình sẽ tìm hiểu một cái chủ đề tiếp theo ha, là serialization. Các bạn vào technique đó, các bạn kéo xuống cái phần này ha, serialization. Thì á, rốt cuộc cái thằng này là cái gì ha? Nó là một cái quá trình mà nó sẽ xảy ra trước khi một cái đối tượng của các bạn được respond. Tức là ví dụ nha, khi bạn tạo user đúng không? Đúng không? Trước khi cái thằng này á, nó được trả ra cho các bạn á, thì cái quá trình đó gọi là serialization. Ok. Thì tại sao mình phải cần nó? Rồi, tiếp theo ha. Thì á, mình muốn á, mình send một cái post request á, trước khi mà nó trả về dữ liệu cho mình á, thì nó phải ẩn cái password đi, đúng không? Ok, đó là cái vấn đề mình cần gặp phải ha. Cho dù cái password nó đang ở dạng mã hóa hay là không mã hóa đi nữa, thì mình cũng cần phải ẩn nó ha. Rồi, nhưng dừng lại thôi, mình sẽ kéo xuống mình đọc tài liệu ha. Không việc gì mình phải đi mình nhớ code hết ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ import cái này từ cái class transformer, chính là cái bucket mà hôm cái video trước mình đã cài. Ok, mình sẽ copy vào đâu, mình copy vào cái entity ha. Rồi, mình sẽ vào cái entity user.entity. Rồi, mình như này ha. Rồi, mình sử dụng á, thì mình sử dụng thế này. Rồi, cái bước này á. Rồi, mình sẽ tạo ha, test 4 create. Ok, nó vẫn hiện cái password. Rồi, tại sao mà vẫn password? Tức là mình phải cần một cái nữa, một cái gọi là interceptor ha. Rồi, đầu tiên á, mình sẽ kéo xuống. Đây, mình sẽ import cái này vào. Rồi ha. Ở dưới này. Rồi, mình sẽ group fit này. Mình add on missing inbox ha, mình inbox tải vào ha. Rồi, như thế này. Mình nhìn này ra, mình xem tiếp một lần nữa nha. Lần này nó sẽ mất cái password thôi. Rồi, mất password ha. Thì đây là cái cách mà mình ẩn dữ liệu ha. Rồi, ok, bây giờ mình đến với hàm get đi, mình get toàn bộ user đi, thì nó ra password đúng không? Rồi, bây giờ mình cần apply cái này cho tất cả các method. Thay vì mình làm vậy á, thì mình đưa nó lên controller luôn. Rồi, như thế này, thì nhờ cái việc mình đưa nó lên cái này này, nó sẽ apply cho tất cả các method có trong cái controller này. Ok, mình sẽ chạy ha. Rồi, tất cả password được mất. Mình get user cụ thể đi ha, cũng mất. Rồi, ok, đó là cách mình ẩn dữ liệu. Mình nhắc một xíu ha. Đầu tiên là mình sẽ import một cái exclude ha, như thế này. Mình sử dụng như thế này. Rồi, để mà mình có thể gọi là ẩn dữ liệu á,
thì mình còn một bước nữa gọi là View Interceptor ha. Thì cái Interceptor này là cái gì á? Thì mình sẽ có một cái video riêng để giải thích về nó ha. Ok.